Nhắc đến tăng nhân ăn thịt, trong lịch sử Trung Hoa, có vị tăng điên Tế Công nổi tiếng với câu chuyện ăn thịt chó, cướp cô dâu. Hay Phong Ba hòa thượng ăn thịt chó, mắng chửi vợ chồng Tần Cối. Tuy nhiên, còn có một vị tăng nhân nữa cũng liên quan đến vấn đề ăn thịt từng được nhắc đến trong tác phẩm Dạ Vũ Thu Đăng Lục của Tuyên Đỉnh đời nhà Thanh. Xin mời quý khán thính giả đón xem cùng Tinh Hoa TV. Tăng nhân giới cấm sát sinh ăn thịt, vì sao cao tăng còn mua lợn mời khách? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Tại vùng Lâm Hồ, huyện Tùng Tư, ở một ngôi chùa cuối làng có một tăng nhân, pháp danh là Ngộ Luân, rất tinh thông giới và luật. Ngộ Luân chưa bao giờ ăn đồ mặn. Khi đi hóa duyên, nếu có ai lỡ cho ăn nhầm đồ mặn, ông lập tức đẩy ngược đồ ăn ra ngay, không tài nào nuốt nổi. Ngộ Luân tu hành có thành tựu, đức hạnh xuất chúng, luôn được mọi người gần xa kính trọng. Một hôm, ông đang ngồi đá tọa trong thiền phòng, vừa nhập định được một lát thì bỗng nhiên kinh hoàng mở mắt ra, vội vàng cầm lấy một ít tiền rồi gọi hành giả trong chùa cùng ông ra chợ. Đi đến cổng nhà hàng thịt, Ngộ Luân nhìn thấy trên giá có treo nửa con lợn đã bị giết mổ trước đó 2 ngày. Tăng nhân làm ra vẻ thèm thuồng, hỏi anh hàng thịt rằng: mùa hè nóng nực, chẳng lẽ anh không sợ miếng thịt lợn này bị sên giòi bọ sao? Anh hàng thịt nói: hiện nay đang mùa màng bận rộn, cả buổi chợ cũng chẳng có mấy người, vì thế thịt không bán được. Nói xong, anh hàng thịt sực nhớ gì đó, rồi ngạc nhiên hỏi: các ông là những người ăn chay, lẽ nào lại thèm thuồng thịt lợn? Ngộ Luân trả lời: tôi định mua ít thịt lợn đem về muối, thết đãi khách. Hơn nữa Phật Đà cũng nói: rượu thịt đi qua ruột, ăn thì cũng có gì đâu. Có thể bán cho chúng tôi với nửa giá được không? Vậy là anh hàng thịt liền khẳng khái bán cho họ. Ngộ Luân trả tiền thịt, sau đó sai hành giả cõng mình đi vòng quanh các phố lớn một vòng, gặp ai trên đường cũng đều chắp tay hợp thập nói: hòa thượng xưa nay không ăn đồ mặn, nhưng gần đây không biết có cảm hứng gì, bỗng nhiên muốn ăn thịt. Mọi người hãy đi theo tôi, xem hòa thượng ăn thịt thế nào đi. Mọi người rất tò mò, chỉ một lát đã có hàng trăm người tụ tập ở trong chùa. Sau khi nấu nướng xong, Ngộ Luân chắp tay thi lễ với mọi người và nói: nếu hòa thượng ăn thịt, thì công quả khổ tu nửa đời người chỉ trong chớp mắt tiêu tan hết. Khẩn cầu chư vị giúp tôi ăn no nê một bữa có được không? Mọi người nghe xong cảm thấy thú vị, nói với nhau: thì ra hòa thượng làm chủ nhà mời khách, cố ý cho người nói lời cuồng ngữ để mời chúng tôi đến ăn. Thế là ai nấy tranh nhau bát đũa, chỉ một lúc đã ăn sạch tất cả số thịt này. Ngộ Luân thấy vậy vỗ tay cười lớn: thiện tai, thiện tai! Nếu các vị vẫn còn hứng thú thì cũng có thể cùng tôi đến nhà anh Lý hàng thịt ở Đồ Lan để ăn bánh trôi. Mọi người trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ: hòa thượng này hôm nay làm sao thế nhỉ? Tuy nhiên họ vẫn tò mò đi theo ông, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khi đến nhà anh Lý hàng thịt thì bỗng nghe thấy tiếng khóc lớn của trẻ con mới sinh. Hỏi ra mới biết vợ anh Lý khó sinh, vật vã 2 ngày rồi mà thai nhi vẫn không chịu chào đời. Nhưng sau khi mọi người ăn thịt lợn ở chùa thì người mẹ đột nhiên sinh được. Lúc này mọi người mới biết, hóa ra đứa trẻ này đời trước là con lợn kia, vì nợ nghiệp chưa hết, thân lợn vẫn còn, phải chịu 100.000 nhát dao. Khi mọi người ăn hết thịt lợn, nghĩa là đã giúp nó hoàn trả xong nợ nghiệp, sau đó mới được sinh ra thuận lợi. Ngộ Luân hòa thượng có huệ nhãn, vốn đã nhìn rõ mối nhân duyên này. Một hôm, Ngộ Luân đột nhiên mất tích. Nghe nói, ông đi thăm hỏi Tứ Đại Danh Sơn. Mãi cho đến 1 năm sau, ông mới từ núi Ngũ Đài Sơn trở về, rồi niết bàn ở trong chùa. Ngày nay, trước phần mộ của ông vẫn còn có một hàng chữ: mộ phần của hành cước Tăng Ngộ Luân thiền sư.